Ở thời điểm hiện tại trong phiên rạng sáng hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2021, trên thị trường vàng thế giới suy giảm khá mạnh và hiện tại đã mất tới 15,94 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giảm là 0,89%. Ở thời điểm này, vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.782,40 đô la Mỹ trên một ounce. Thị trường vàng thế giới suy giảm vì áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường vàng trong nước? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Ở thời điểm này, với thị trường vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay vì đồng đô la Mỹ phục hồi làm giảm đi sức hấp dẫn của kim loại quý. Ở thời điểm này, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng 0,783 điểm, tương ứng mức tăng là 0,84%. Hiện tại chỉ số đồng đô la Mỹ đang giao dịch ở mức 94,142 điểm. Đã tăng rất mạnh so với lúc mở cửa phiên này. Đồng đô la Mỹ mạnh khiến cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tuy nhiên, ở thời điểm này vàng nhận được sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang trong đà ghi nhận tuần giảm đầu tiên kể từ tháng 9, theo đó làm giảm đi chi phí cơ hội của việc sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Trong ngày 28 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB bà Christine Lagarde thừa nhận lạm phát đang ở mức cao hơn, nhưng cho biết áp lực giá cả sẽ không dẫn tới việc nâng lãi suất vào năm tới. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Các nhà đầu tư đang đánh giá xem việc đường cong lợi suất siêu phẳng của Mỹ gợi ý gì về kỳ vọng tăng trưởng và mức độ Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ khi đối mặt với sự gia tăng của lạm phát. Nền kinh tế của Mỹ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong hơn một năm trong quý 3, dữ liệu công bố vào ngày 28 tháng 10 cho thấy. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm rạng sáng ngày hôm nay thì giá vàng thế giới quay đầu giảm khá mạnh. Vậy thì trong thời gian tới sẽ còn những yếu tố nào hỗ trợ cho giá vàng? Tố đẩy giá vàng tăng cao hơn còn là quyết định không có thay đổi nào trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Điều này làm giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư về một đợt tăng lãi suất sắp xảy ra. ECB đã quyết định chương trình mua trái phiếu của họ sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là tháng 3 năm 2022 và nhận định khu vực đồng euro vẫn còn quá yếu để các nhà hoạch định chính sách rút lại kích thích. Giới phân tích cho rằng lạm phát là nguyên nhân chính khiến cho giới đầu tư tìm đến vàng. Dù theo chủ tịch ECB Christine Lagarde, ECB vẫn coi sự gia tăng lạm phát ở khu vực đồng euro leo lên trên mục tiêu là 2% chỉ là tạm thời, dù mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu, nhưng áp lực sẽ giảm bớt trong năm tới. Các động lực chính của lạm phát là giá năng lượng, chuỗi cung ứng gặp khó khăn khi mà nhu cầu tiêu dùng phục hồi. Lạm phát ở Eurozone đã đạt 3,4% vào tháng trước và được dự đoán sẽ tăng lên 3,7% vào tháng 10. Giới chuyên gia cũng nhận định thị trường thế giới đang có nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến giá của kim loại quý. Sự trở lại của dịch COVID-19 với chủng virus mới nguy hiểm ở một số khu vực, cuộc khủng hoảng năng lượng và cả những rắc rối trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó, thì theo thông tin từ Hội đồng Vàng Thế giới WGC, nhiều nước và các quỹ đầu tư đang ổ ạt mua vàng thời gian vừa qua. Các quỹ trong đó có quỹ tín thác vàng hàng đầu thế giới SPDR Gonteros đã mua dòng vàng trở lại ngay sau khi giá vàng giảm. SPDR Gonteros đã mua vào 1,74 tấn vàng trong ngày 26 tháng 10, đưa lượng vàng nắm giữ lên 979,81 tấn. Các ngân hàng trung ương cũng đã mua 69 tấn vàng dự trữ so với 10 tấn trong cùng kỳ năm 2020. Thị trường hiện có xu hướng chờ đợi cuộc họp quan trọng của Fed được diễn ra trong tuần tới để có thêm thông tin về việc liệu nền kinh tế số 1 thế giới này có xem xét thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hay không. Các quan chức Fed cũng đang đối mặt với thách thức về lạm phát cao và chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn, tỷ lệ tuyển dụng thấp và nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số nhận định cũng như là phân tích của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước ở thời điểm này diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trên thị trường thế giới cũng đã bắt đầu suy giảm. Tuy nhiên thì với thị trường vàng trong nước thì điều chỉnh trái chiều trong khoảng từ 40 cho đến 100.000 đồng trên lượng ở một số hệ thống kinh doanh. Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng SJC cuối phiên quay đầu tăng 50.000 đồng trên lượng sau khi đã giảm 50.000 đồng trên lượng ở đầu phiên. Tại tập đoàn Doji và tập đoàn Phú Quý, vàng SJC cùng giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào,
Còn chiều bán ra vẫn giữ nguyên tại tập đoàn Doji nhưng giảm 50.000 đồng trên lượng tại tập đoàn Phú Quý. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều bán và giảm ít hơn 40.000 đồng trên lượng tại chiều mua. Còn tại hệ thống PNG, giá vàng cùng giảm 100.000 đồng trên lượng cho cả hai chiều giao dịch. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Nhìn chung thì ở điểm này, với thị trường vàng thế giới quay đầu giảm khá mạnh, tuy nhiên thì với thị trường vàng trong nước chưa đến giờ mở cửa điều chỉnh giá, do đó mà hệ thống kinh doanh trong nước vẫn neo ở mức khá cao. Mọi diễn biến cũng như là thông tin của thị trường vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Ngay sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được cập nhật trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, chiều mua vào là 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Hà Nội mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.770.000, bán ra 5.840.000. Doji Hà Nội mua vào 5.770.000, bán ra 5.835.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 5.770.000, bán ra 5.840.000. PNG Hà Nội mua vào 5.770.000, bán ra 5.840.000. Phú Quý SJC mua vào 5.775.000, bán ra 5.835.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.778.000, bán ra 5.834.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Hàng Exim Bank mua vào 5.790.000, bán ra 5.840.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.780.000, bán ra 5.830.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. SJC Đà Nẵng mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. SJC Nha Trang mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. SJC Cà Mau mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. SJC Bình Phước mua vào 5.778.000, bán ra 5.852.000. SJC Huế mua vào 5.777.000, bán ra 5.853.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Miền Tây mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.782.000, bán ra 5.855.000. Tiếp theo là vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC cũng chưa có sự điều chỉnh về giá. Nhân bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.155.000, bán ra 5.225.000. Vàng bù số 9 mua vào 5.115.000, bán ra 5.195.000. Vàng 24K mua vào 5.023.6000, bán ra 5.143.6000. Vàng 18K mua vào 3.711.6000, bán ra 3.911.6000. Vàng 14K mua vào 2.844.000, bán ra 3.044.000. Vàng 10K mua vào 1.981.5000, bán ra 2.181.5000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.